Nhà ngoại cảm người Anh Lewis John dự đoán sẽ có 3 ngày đen tối vào năm 2024, 2025. Một nhà ngoại cảm người Anh nổi tiếng trên mạng xã hội là Lewis John đã tuyên bố rằng vào khoảng năm 2024 đến 2025, cả thế giới sẽ phải đối mặt với 3 ngày đen tối. Vậy 3 ngày đen tối này thực sự là gì và sẽ ảnh hưởng như thế nào đến toàn bộ trái đất? Ngoài ra, bà ấy còn đưa ra dự đoán gì cho hai năm sắp tới hay không? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý vị khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm những video ý nghĩa hơn bạn nhé. Cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Lewis Jones còn được mệnh danh là nhà tiên tri gây tranh cãi bởi bà chủ yếu xuất hiện trong video trên YouTube và truyền hình trực tiếp. Sau đó sử dụng quả cầu pha lê của mình cùng bài Tarot để dự đoán tương lai, rồi thông báo kết quả đến khắp mọi nơi trên thế giới. Lewis Jones có nhiều năm kinh nghiệm và phục vụ khách hàng trên toàn cầu. Theo một vài nguồn thông tin, bà còn từng hợp tác với cảnh sát Anh để điều tra các vụ mất tích và giết người trong suốt 25 năm, đóng góp to lớn vào việc giải quyết các vụ án vào những năm gần đây, Lewis Jones trở nên rất nổi tiếng vì đã dự đoán thành công một loạt các sự kiện, trong đó có kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2021. Ngoài ra, dự đoán về trận động đất mạnh ở bán đảo Noto của Nhật Bản đã khiến tên tuổi của bà càng thêm nổi tiếng. Vào thời điểm đầu tiên khi đưa ra dự đoán rằng Nhật Bản sẽ xảy ra động đất, Lewis Jones nói rằng bà đã nhìn thấy chữ cái N, kèm theo đó là các con số 7 và 6 người ta nói rằng N là chữ viết tắt của bán đảo Noto và trận động đất xảy ra tại đó có cường độ chính xác là 7,6 độ Richter. Trong đó các con số 7 và 6 được hiểu là dự báo về cấp độ của trận động đất. Sau đó trong một video được phát hành vào ngày 19 tháng 2 năm 2023, khi nhìn vào quả cầu pha lê, Lewis Jones đã nói một câu khá đáng sợ rằng Nhật Bản và phương Đông sẽ gặp rắc rối lớn. Tiếp theo, trong video ngày 11 tháng 3 bà cũng tiết lộ rằng đã nhìn thấy vùng đổ nát ở một nơi nào đó. Thực tế, đối với Lewis Jones, một người sống tại Anh thì Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc đều nằm ở phương Đông. Vậy nên dự đoán về thiên tai ở phương Đông của bà ấy lại một lần nữa được chứng minh. Khi vào ngày 3 tháng 4 tại Đài Loan đã xảy ra một trận động đất với cường độ lên tới 7,43 độ Richter. Đây thực sự giống hệt với cảnh tượng đổ nát mà bà đã từng nói. Chưa dừng lại ở đó, Lewis Jones còn đưa ra một lời tiên tri khác, có liên quan đến một thế giới ngầm bí ẩn, khiến nhiều người cảm thấy kinh hoàng. Thế giới ngầm thường có liên quan đến những truyền thuyết đô thị, nhưng Lewis John lại nói thực tế có một thế giới vượt xa trí tưởng tượng đang ẩn giấu dưới chân chúng ta. Bà cho rằng con người sống trên bề mặt trái đất không phải là tất cả của thế giới, vì còn có một thế giới ngầm. Có tin đồn rằng thế giới ngầm này có mối liên hệ mật thiết với lực lượng chiến đấu vũ trụ huyền thoại và nơi kết nối giữa thế giới ngầm với lực lượng vũ trụ, được gọi là Khu 51. Chắc hẳn chúng ta đã từng nghe về Khu 51, cái tên thường xuất hiện trong các thuyết âm mưu về UFO ở Mỹ. Nếu nhìn vào bản đồ Khu 51 sẽ thấy, đó chỉ là một vùng sa mạc lớn, nhưng nhiều người tin rằng, dưới lòng đất này tồn tại một căn cứ quân sự siêu bí mật. Căn cứ ấy không chỉ đơn giản là 10 tầng ngầm hay là một thành phố, mà thực tế, nó có thể được xem là một thế giới nằm dưới lòng đất. Tại đây, có những người đang nghiên cứu về người ngoài hành tinh, cùng với lực lượng chiến đấu vũ trụ mà chúng ta đã đề cập trước đó. Vào năm 2019, khu 51 đã trở thành một địa điểm gây chú ý, khiến quân đội Mỹ phải lên tiếng cảnh báo. Thực chất đây là một hệ thống được sử dụng để giám sát không gian. Được biết, sau này Nhật Bản cũng đã hợp tác với Mỹ, lập ra một đơn vị gọi là nhóm tác chiến không gian để phụ trách việc giám sát không gian. Vì lực lượng này mới được thành lập vào năm 2020, nên có thể ít người biết đến. Nhưng theo báo cáo, nhóm tác chiến không gian đã thu hút không ít chuyên gia không gian từ khắp nơi trên thế giới đến tham quan. Trong lịch sử thế giới, từng tồn tại tin đồn về một hiệp ước đã được cựu Tổng thống Mỹ, Eisenhower, ký kết với người ngoài hành tinh trong thời kỳ ông còn đương nhiệm. Nội dung hiệp ước cho phép họ tự do bắt đi vài người trái đất để đổi lấy công nghệ từ ngoài hành tinh. Mặc dù giao dịch nghe có vẻ khó tin, nhưng đây được cho là một trong những lý do khiến Mỹ sau này có thể phát triển được nhiều công nghệ cao. Ngoài ra, lực lượng phòng vệ Nhật Bản dự định vào cuối năm 2024 sẽ thực hiện một động thái lớn, đó là tích hợp các lực lượng trên bộ, trên biển, trên không, không gian và mạng vào làm một với số lượng khoảng 240 người. Trụ sở sẽ đặt tại Tokyo. Còn về phía Mỹ, một số tờ báo tiết lộ rằng lực lượng không gian Mỹ có kế hoạch thành lập một bộ tư lệnh không gian tại Nhật Bản. Điều này cho thấy quân đội không gian mà Lewis John đề cập liên quan đến thế giới ngầm không chỉ có Mỹ mà còn có cả lực lượng tự vệ Nhật Bản tham gia. Hơn nữa, bà còn tiết lộ về nguồn tài chính của thế giới ngầm. Vào năm 2021, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã chi một số tiền khổng lồ lên tới 2,3 nghìn tỷ USD. Lewis John cho rằng số tiền này có thể đã được sử dụng để thực hiện các dự án không gian bí mật trong thế giới ngầm. Nguồn gốc của số tiền này vẫn chưa được làm rõ, nhưng có thể khẳng định rằng quân đội Mỹ đã bí mật tham gia vào thế giới ngầm. Một tin đồn khác cho rằng Mỹ đã xây dựng một nơi gọi là trại thế kỷ ở miền đông Bắc Mỹ, tại đảo Greenland từ những năm 1960. Trong đó có một lò phản ứng hạt nhân nhỏ, ngoài ra còn có cửa hàng, bệnh viện, nhà thờ và các tiện ích khác. Thực sự giống như một thành phố dưới lòng đất. Đây có phải là dấu hiệu cho thấy Mỹ từ lâu đã bắt đầu thực hiện những bước tiến lớn trong lòng đất. Lewis Jones còn đề cập rằng Nam cực thực ra cũng là một phần của thế giới ngầm, vì vậy, việc nhập cảnh đã bị hạn chế nghiêm ngặt. Bà thậm chí còn cho rằng đó là nơi người ngoài hành tinh du hành đến những vì sao, sau đó trở về làm việc với con người chúng ta. Quay trở lại tháng 7 năm 2022, Bộ Quốc phòng Mỹ đã thành lập một văn phòng giải quyết các vấn đề bất thường toàn lĩnh vực, chuyên nghiên cứu những chiếc máy bay vô hình. Điều này chứng tỏ rằng mọi người đều biết về sự tồn tại của người ngoài hành tinh và vật thể không xác định. Tuy nhiên, Đến tháng 3 năm 2024, Bộ Quốc phòng Mỹ lại ra thông cáo cải chính, nói rằng không có bằng chứng nào chứng minh người ngoài hành tinh thực sự tồn tại. Liệu có phải họ đang cố tình không muốn để thế giới biết về sự tồn tại của người ngoài hành tinh không? Lewis Jones nhắc nhở chúng ta phải cẩn thận với những hành động che giấu sự thật. Vì bà cảm thấy người ngoài hành tinh đã trà trộn vào con người, không chừng một ngày nào đó chúng ta sẽ có thể gặp được họ ngoài ra lewis john còn cảnh báo rằng nếu trong tương lai loài người thật sự phải đối mặt với người ngoài hành tinh thì đó sẽ là một rắc rối lớn về những lời tiên tri cho năm 2024 và 2025 lewis john nói rằng chúng ta sắp bước vào giai đoạn phải đến vậy phải đến này thực sự có nghĩa là gì để hiểu được ý nghĩa chúng ta cần quay lại với 3 ngày đen tối đã đề cập ở đầu video lewis john nói rằng ba ngày đen tối trong kinh thánh thực sự sẽ xảy ra. Đúng theo nghĩa đen, nhân loại sẽ phải trải qua ba đêm tối đen hoàn toàn theo kinh cựu ước của Kitô giáo. Theo thông tin hiện nay, các quốc gia mới nổi ở Nga, các nước châu Âu cùng châu Mỹ đang lên kế hoạch cho một sự kiện lớn là tắt hết tất cả các hệ thống mạng. Bởi các quốc gia trong tổ chức BRICS đang nỗ lực thoát khỏi sự kiểm soát của đồng đô la. Trong một thông tin khác được công bố vào tháng 3 năm 2024, họ đang nghiên cứu cách thiết lập một hệ thống thanh toán tiền ảo độc lập mới. Cuộc đối đầu này có thể dẫn đến sự sụp đổ của toàn bộ hệ thống khiến chúng ta chìm trong tình trạng mất điện, phải đối diện với bóng tối vô tận. Vấn đề trên sẽ được làm rõ hơn vào năm 2025. Môi trường Internet hiện đại đã khá thoải mái, nhưng Internet mới được cho là sẽ hiện đại hơn so với hiện tại. Lewis Jones còn tiết lộ sự ra đời của Internet mới nhằm theo kịp giai đoạn phải đến mà chúng ta vừa đề cập. Vậy ý nghĩa của hành động trên là gì? Có người cho rằng, cơ sở hạ tầng internet hiện đại thực chất được xây dựng bởi thế lực xấu xa nhằm thỏa mãn tư lợi cá nhân. Mặc dù thế giới lâm vào bóng tối, nghe có vẻ rất đáng sợ, nhưng thực chất, đây là dấu hiệu của ánh sáng của kỷ nguyên mới sắp đến. Nghĩa là internet mới sẽ được kiểm soát bởi lực lượng công chính. Người ta nói rằng, sau bóng tối sẽ là một thế giới hòa bình, nên dù ba ngày đen tối có thực sự đến thì chúng ta cũng đừng sợ hãi chỉ cần cầu nguyện cho ánh sáng sớm đến là đủ. Tiên đoán cuối cùng mà Lewis John đưa ra chính là những đứa trẻ sinh ra trong tương lai, đã sẵn sàng cho một trái đất mới. Lewis John đã dự đoán thành công các trận động đất ở bán đảo Noto, Đài Loan. Ngoài ra bà còn cho rằng sẽ có ba ngày đen tối xuất hiện trong năm 2024 và 2025. Nhưng chúng ta không cần quá lo lắng, bởi sau bóng tối là sự xuất hiện của một trái đất mới hòa bình. Quý vị thân mến, đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, chúc bình an đến với tất cả các bạn.